lợi và có lợi cho doanh nghiệp nhiều nhất. Sau đây, tôi xin trình bày một số nội dung ngắn gọn tại thông tư số 4 năm 2023 của Bộ Xây dựng. Thông tư này ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa là vật liệu xây dựng và nó sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trước đây, hàng hóa và cái điểm nổi bật nhất của thông tư này là trước đây đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng thì việc kiểm tra chất lượng hàng hóa xây dựng sẽ thực hiện trong thông quan, có nghĩa là doanh nghiệp phải đăng ký kiểm tra và có thông báo kết quả đạt chất lượng kiểm tra nhà nước thì mới được thông quan. Nhưng tại thông tư 04 năm 2023 có hiệu lực sắp tới đây thì cái việc quản lý đối với mặt hàng vật liệu xây dựng thì được áp dụng cái biện pháp quản lý dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật. Với cái quy định ở thông tư mới như thế này thì đối chiếu với phương pháp kiểm tra tại luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, nghị định 132, nghị định 74, nghị định 154 và nghị định 13 thì doanh nghiệp sẽ chỉ cần đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước tại sở xây dựng địa phương nơi nhập khẩu hàng hóa và nộp cho cơ quan hải quan bản đăng ký kiểm tra để được thông quan hàng hóa. Việc miễn kiểm tra đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng cũng được quy định cụ thể tại thông tư rằng vẫn tiếp tục thực hiện các cái trường hợp được miễn kiểm tra theo quy định tại các cái nghị định hướng dẫn thi hành luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Ví dụ như là hàng tạm nhập nhập khẩu để trưng bày triển lãm, hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh chuyển khẩu trung chuyển, hàng chuyên dụng phục vụ mục đích quốc phòng an ninh, vân vân. Những cái danh sách này nó rất là dài và những cái trường hợp này thì sẽ được miễn kiểm tra. Trong một cái hội nghị về triển khai các thông tư 04 về xuất xứ về vật liệu nhập khẩu vật liệu xây dựng thì Bộ Xây dựng cũng lưu ý, tại vì có một số các cơ quan ấy đọc cái QCVN 16 năm 2023 có cái trường hợp là miễn giảm kiểm tra chất lượng, mà cái việc miễn giảm kiểm tra chất lượng thì không thực hiện tại sở xây dựng địa phương nơi nhập khẩu hàng hóa mà thực hiện tại sở xây dựng địa phương nơi đăng ký hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thì đúng là cơ quan hải quan mà đọc vô là miễn giảm thì cũng không hiểu đó là miễn giảm, nhưng mà đại diện của Bộ Xây dựng đã giải thích và hôm nay tôi cũng giải thích lại với mọi người là cái trường hợp đó là trường hợp áp dụng biện pháp kiểm tra giảm. Các trường hợp miễn kiểm tra đã được quy định tại nghị định về quản lý chất lượng rồi, mà theo Bộ Xây dựng thì nói là trước giờ nói thì cứ nói miễn giảm, thực sự là giảm thôi, nhưng vì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mà nói vậy cũng không chính xác. Cho nên trong trường hợp các lô hàng mà doanh nghiệp xác định là đáp ứng đủ điều kiện để được áp dụng biện pháp kiểm tra giảm thì doanh nghiệp sẽ liên hệ với sở xây dựng tại địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để làm các thủ tục để mình được áp dụng cái biện pháp kiểm tra giảm. Còn miễn kiểm tra là mình không có cần phải xin ai hết, mình thuộc đối tượng là mình sẽ được miễn kiểm tra. Trên đây là một số thông tin tóm tắt một số văn bản mới. Cảm ơn tất cả các quý vị đã